CEO Tesla Elon Musk cảnh cáo nhân viên làm lộ thông tin công ty. Theo CNBC, email cảnh báo những người bên ngoài Tesla làm bất kỳ điều gì để chứng kiến chúng ta thất bại sẽ nhằm vào nhân viên để tìm kiếm thông tin qua mạng xã hội và các phương pháp khác. Email nhắc nhở nhân viên đã ký điều khoản bảo mật và nói Tesla sẽ hành động chống lại những người làm lộ thông tin kinh doanh độc quyền hay vi phạm nghĩa vụ không tiết lộ mà chúng ta đã đồng tình. Nó bao gồm hủy hợp đồng, đền bù tổn thất và thậm chí là buộc tội hình sự. Một phần nội dung trong email nhằm vào báo chí khi viết, hồi tháng 1, một nhân viên được xác định đã chia sẻ thông tin kinh doanh bí mật trên Twitter, bao gồm cả mã số sản phẩm. Với nhà báo, email còn nói rằng gần đây đã có người bị sa thải vì đăng số điện thoại cho một cuộc họp nội bộ trên mạng xã hội. Chỉ riêng 2 tuần gần đây, phóng viên đã tiết lộ nhiều tin tức không có lợi về Tesla, bao gồm không xin được miễn trừ thuế đối với linh kiện sản xuất tại Trung Quốc trong mẫu sedan Model 3, trục trặc trên dây chuyền sản xuất ảnh hưởng đến nhân viên tại nhà máy xe hơi ở Fremont quan hệ căng thẳng với đối tác cung ứng pin Panasonic, thời gian chờ dịch vụ và sửa chữa quá lâu, chúng phần nào khiến công chúng giảm sự quan tâm đối với các tin tốt khác của công ty như khai trưởng trung tâm khách hàng và ủy quyền mới hay lời cam kết biến Tesla thành công ty xe tự lái trị giá 500 tỷ đô la Mỹ của CEO Elon Musk. Do đó, không có gì bất ngờ khi bộ phận bảo an của Tesla gửi cảnh báo cho nhân viên rằng không nên tiết lộ thiên cơ.